Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày cuối cùng của ba ngày ha, tại Mỹ Từ. Trong cái buổi đàm luận vừa rồi đó, lúc 3:30 đó, mình nói rất nhiều về cái chuyện nói sao cho chánh niệm. Không biết anh chị em còn muốn hỏi cái gì liên quan tới vấn đề này nữa không? Ở đây chị thấy có một cái bài pháp cũng là cũng liên quan tới nói, nhưng mà không phải là chánh niệm lúc nói, nhưng mà cái cô này thì cô trình bày, cô nói là cái tánh của cô là ưa thích được nói ngọt. Ai mà nói cái gì ngọt ngọt cô ưa lắm. Đang 153. Mình đọc mấy bài này thì mình thấy đôi khi mình cũng vậy nè, phải không? Vậy đôi khi suy thấy đọc hoài đó, đọc nghĩ rồi nhắc nhở mình đừng có nghe tao nói ngọt ngọt mình lại theo, mà rồi cuối cùng cũng theo tao nào ngay ngộ vậy đó, thật khổ. Đúng là mình tu chưa có trí tuệ. Thưa sư, tính con rất là ưa ngọt, hay là chắc con này thích đường lắm này. Ai nhờ gì mà nói ngọt, con vui vẻ sẵn sàng làm. Còn nói sẵn thì mẹ hay chị con cũng không ke. Đúng vậy, không làm được. Thưa sư, cái thái độ như vậy đúng không? Dĩ nhiên là không đúng rồi, phải không? Thái độ như vậy không chân cánh chút nào. Người ta nói ngọt, thầy sư nói, người ta nói ngọt lúc nhờ gì mình làm ngay. Bạn phải nhớ, cái này là tâm tham đấy. Tham là tham muốn người ta nói chứ ngọt. Ngược lại nói sẵn mình không làm, thì đó là tâm sân, cái sợ. Thành ra phiền não nó cứ bây quẩn mình, một tham hai sân cứ chạy tới chạy lui, mà không có tham sân là thế nào cũng có tâm si trong đó. Cả hai đều không đúng, vậy đúng là sao đây? Thưa sư, nếu đúng thì có lẽ con sẽ xem, nếu trong khả năng của con thì con sẽ làm giúp. Trả lời, khả năng là một yếu tố khác quan trọng hơn, đó là việc người ta nhờ mình nên hay không nên làm. Cái này nó đòi hỏi mình phải có trí tuệ. Đôi khi người ta nói ngọt rồi mình làm, mà mặc dù cái chuyện không nên làm, mà cái này là mấy sư bị rất là nhiều. Đó, các sư là không được làm cái này làm kia đấy, rồi Phật tử nói ngọt rồi làm ngay không theo, ngay sao làm rồi làm ngay. Chỉ nhớ có một năm, đây là những cái chuyện mà sư sinh hoạt trong chùa chiền, sư để ý thì thấy có cái cô đó. Lúc đó là sư đang giúp ở trên chùa của thầy của sư của ngài của tên Kim Triệu trên Thích Ca Thiền Viện á. Thì trên đó là cái những cái năm đó là năm ta xây cất bị dữ lắm, thành ra tiền ô mới là mấy trăm ngàn bên Mỹ thì đâu có nhầm nhò gì, nhưng mà sư đâu có quen, thành ra sư sợ lắm, sư ghi rất là chi tiết sổ sách rồi vậy, sư ráng thì giữ, nhất là vấn đề khai thuế rồi vậy. Thì có một bữa có một cô tới, cô nói rằng là bây giờ là cô muốn xin 10 cái receipt, một cái receipt là 5 ngàn, 10 cái 50 ngàn. Cái sư hỏi vậy cho chị có đóng 50 ngàn? Cô nói dạ không, đâu cần gì đâu, mấy sư kia trước cho con cái đó không à. Sư nói cái đó đủ được, mình lấy receipt mà mình không đóng tiền nữa, rồi mình lấy cái đó rồi mình đi khai thuế, rồi bữa nào nó lại nó audit, nó khai, nó kiểm tra chùa là mình chết á. Nói vậy sư không dám làm đó. Sư không dám làm, rồi kia cô bồi với sư dữ lắm. Cô nói vậy thôi, để sư, nếu mà sư không lừa tôi, để tôi quý vị biết sao, không biết cô nói làm sao với ngài, không biết ngài hòa thượng thầy của sư đó. Ngài nhức đầu quá chịu không nổi, chắc có lẽ là cô này cô cũng có cho tiền để mà xây cất, bị chùa đang xây cất mà. Vậy là ngài nói thôi đưa cuốn sổ cho cô muốn làm gì làm, đưa luôn cuốn sổ. Cái sư nhớ cũng của cỡ bê lớn vậy này, đó. Còn cọc mấy chục đó, đưa cho cô muốn biết cái gì cũng biết. Đó thì câu chuyện sau đó sư không biết như thế nào, sư không có lo về vấn đề kế toán sổ sách nữa, sư chỉ biết là vấn đề tiền vô tiền ra mà thôi. Đó. Thì quý vị thấy mấy cái này rất là nguy hiểm, phải vậy không? Đó, nhưng mà sư ngài thì bị áp lực đủ thứ chuyện. Phật tử cho, rồi người ta giúp mình khi mình cần người ta tới, người ta làm cái nọ. Rồi đến khi người ta kêu mình làm cái mình, trong một lúc nào đó, mặc dù mình biết sai, mình phải làm như thường. Vì vậy, ông thầy sư mới làm khi nhớ lại những cái câu chuyện mà trong khi mà sư sinh hoạt chùa chiền, đã gặp những cái trường hợp như vậy. Khả năng là một yếu tố quan trọng hơn, đó là có nên hay không nên. Chuyện nên làm thì có ai nói sẵn, mình cũng làm như thường. Cái này mới khó này, phải không? Cái chuyện sai mình ta nói ngọt ngào thì mình làm theo, cái đó là ai cũng gặp hết trơn á. Và bây giờ cái chuyện đúng này,
mà ta nói sẵn mà mình vẫn phải làm như thường. Ngược lại, chuyện không nên, dù họ có nói ngọt như mía lau mía lụi thì cũng phải tránh thôi. Đó là làm với trí tuệ, không tham không sân. Rất khi làm, hành giả nhớ đắn đo cân nhắc nên hay không. Đó là cái điều nên xét đoán. Làm với phiền não là sai hay là làm với trí tuệ là làm đúng. Khi mà mình thấy người ta nói ngọt ngào thì mình làm là sai rồi đấy, bị tâm tham mà. Rồi bây giờ người ta nói sẵn, người ta nói rất là cộc cằn nhưng mà nói đúng. Ví dụ như bây giờ chùa đó, như cái vụ như ở tại dưới chỗ mà sư đang ở bây giờ đó, cỏ nó lên quá rồi có đất à. Thì phải kiếm người mà cắt cỏ chứ. Nhưng mà sư, tại vì sư không ở đó, sư chỉ lâu lâu sư về sư ghé chút vậy thôi. Đó thì sư nói mấy các vị kia, mấy vị kia la sư, nói rằng là sư ở đây sư đừng có dính lít chuyện chùa chiền này kia nọ. Thì thôi sư la, thôi sư làm thân sư không nói nữa. Thấy không? Mình cái chuyện sao sư suy nghĩ, tại sao mà mình nói như vậy, mình ta nói là cái chuyện mình để cỏ một cao vậy là có thể là xích tiên nó lại nó phạt rồi vậy đó. Đó. Tự nhiên cái sư bồi chuyện sư nghĩ mình nói đúng mà người ta không làm, tức là người ta không theo ý mình mà mình buồn bực là mình ngu rồi đó. Thôi sư làm thân. Hay cũng nhờ tu mình mới bớt à. Tự nhiên ngồi thiền nhớ lại câu chuyện nè. Trời ơi, cỏ mà mọc cao vậy mà mình nói mà mấy ông còn cự nữ được cái nọ. Thì mình nói phải đúng không? Đúng mà người ta không làm chuyện của người ta. Thôi, xong, mình không có đừng tới nữa, đừng tới nữa là mình phiền não á. Rồi, bây giờ có một cái câu khác nữa mà cái này thì không có liên quan tới vấn đề nói, nhưng mà cái câu này sẵn câu hỏi thì sư cũng đọc luôn để quý vị nghe. Thưa sư, theo ý con, người tu muốn sống cho an vui, người tu là người xuất gia đó quý vị, người tu muốn sống cho an vui thật là khó. Vì sao? Bởi vì người tu thì phải sống cho chân thật và phải biết giữ gìn giới luật cho trong sạch. Đó là lý tưởng mà mình phải làm, lý tưởng của trí tuệ, tức là lý tưởng mà cái chuyện một vị xuất gia phải làm. Nếu người ta làm được thì con phải làm cho được. Vậy xin thiền sư chỉ cách làm sao để cho người tu sống và cho an vui trí tuệ, sống mà được an vui này và đừng mà phát triển trí tuệ nữa, bây giờ phải làm sao? Trả lời, người tu muốn sống cho có trí tuệ, muốn sống cho an vui và có trí tuệ, người ấy trước hết phải biết thiền, tập thiền. Mà thiền này là mà tập làm là thiền tư niệm xứ, thiền duy trì, biết duy trì chánh niệm. Nếu biết duy trì chánh niệm, người tu từ từ sẽ hiểu phải làm gì để gìn giữ đời sống phạm hạnh. Mới vô tu không ai trong sạch hết, tâm của người xuất gia dù là cạo đầu là mặc y vẫn đầy cả tham sân si. Mới vô tu mà làm sao mà có thánh thiện được liền? Như bên cái truyền thống Nam Tông đó, là người ta lâu lâu người ta cho mình xuất gia giao duyên đó. Anh em ở ngoài đó mặc áo mặc quần đó, chiều đây cạo đầu mặc y vô là lên ngồi ngang hàng với bí sư rồi, thì cũng nhắm mắt cũng lâm diêm được, cũng thấy cũng đẹp trai lắm. Nhưng mà đâu có hết phiền não, phải vậy không? Mới tu mà. Rồi đi khi nhiều vị nghĩ rằng là hễ mà mình đã mặc y rồi, mình được ngồi chung với chư tăng, mình làm tăng sự rồi vậy đó, tức là mình hay, mình giỏi rồi. Cái đó là cái bắt đầu bậy. Vì vậy mấy sư mà truyền thống mà tu giáo duyên đó, sư thấy bên Myanmar đó, tại Thái cũng vậy đó, toàn sư vô trong chùa là mấy ngày đầu là tốt lắm, tu hành rất là đàng hoàng tử tế, bị nó đuổi mà, bây giờ sợ Phật tử la. Nhưng mà rồi một thời gian lâu rồi là bắt đầu đó, cái thói hư tật xấu đó, nó vẫn quay trở lại như thường. Và đôi khi chính các sư đó làm cho cứ làm cho tăng đoàn bị mang tai tiếng rất là nhiều nữa. Vì vậy mình chưa thấy ông thầy sư này nói đúng rồi, người mới tu không thế nào mà trong sạch được hết trơn. Nhưng mà khổ cái là Phật tử là hễ thấy mà xuất gia thì người ta cứ nghĩ là tốt rồi, thấy không? Ta đâu có biết mình mới tu hay là mình tu giao duyên hay là mình tu lâu, không ai biết ai hết trơn á. Ở bên Thái Lan á thì có thể phân biệt được người nào mới tu hay là người nào tu lâu, là họ cao cái bộ chung này. Người nào mà tu lâu á mà nguyện là tu suốt đời á thì chân mày cạo à, còn mấy người vô tu là cứ để chân mày. Thành ra mấy cái ông mà để chân mày, ông đi theo mấy cô nói chuyện đồ sao kệ không sao, bởi vì ông muốn vô tu tạm thôi mà. Còn cái ông mà không để chân mày á mà nói chuyện là chết á, bị người ta rầy là tại vì mình serious, mình muốn tu luôn đó, chỉ có cái nhiêu đó thôi à. Nhưng mà trời tối sao thấy chân mày, không có thấy chân mày được, có vậy không?
Mới vô tu không ai trong sạch hết, tâm của người mới xuất gia đầy cả tham sân si. Nhưng nhờ thực tập thiền, quan sát tâm, thấy rõ phiền não quá nhiều, bây giờ phải từ từ thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn cho mình sống được cho an vui. Cái người mà tu tập mà không có biết hành thiền á, sẽ sống không an vui được đâu, là bởi vì phiền não mà. Nó chỉ có cái hình tướng không thôi. Còn trong này đầy cái sự suy nghĩ về tham sân si. Chánh niệm học hỏi, từ từ trí tuệ phát sanh, phiền não vơi bớt, tâm trong sạch, thì bây giờ mới giới mới nói là chuyện trong sạch. Cái cô này cô nói rằng là người tu mới vô là phải biết giữ gìn giới luật cho trong sạch. Mới tu giữ giới không có trong sạch được. Cố gắng trong sạch thôi chứ không thể nào trong sạch. Bởi vì giới là cái chi nên làm mà không nên làm. Thì cái người mà có trí tuệ mới hiểu cái này nên làm mà không nên làm. Còn cái người mà mới tu thì cái tâm nó còn phiền não nó suối. Chuyện không nên làm cũng làm như thường. Sư nhớ có một năm sư đi qua bên Myanmar đó, cái em rồi cái em trong cái buổi mà tổ chức mà xuất gia giao duyên cho các sư, là có một sư là người Singapore. Trời, ông tu tích cực lắm, vô hành thiền đồ, làm các sư các thầy khen quá trời quá đất. Sư cũng thích ông đó nữa, mà nói chuyện rồi rất là vui. Tự nhiên có bữa ông tới, ông nói sư Trí Dũng, sư có cái gì ăn không? Tôi nói, ủa hôm nay tới đây bây giờ đã 9 giờ mà sao sư đòi ăn? 9 giờ tối đó quý vị. Trong đó tôi đói bụng quá à. Cái sư nói thôi đồ ăn thì tôi không có, thôi sư uống đỡ cái cà phê đi, hoặc chả là đi qua bên các vị xin mật ong. Họ có cái mật ong mà nó trộn 2-3 thứ trong đó, có dầu mè và đồ rong nữa, sẽ tu mà đu đó. Ông nói không được, tôi cần tô mì quá, tôi muốn ăn tô mì. Sư nói thôi sư đừng nói nữa, tôi thèm, tôi cũng theo sư nữa, thôi đi chỗ khác rồi. Nửa đêm nó bụng muốn chết, chạy tới nó tô mì. Các cậu ăn quen ở Singapore rồi, cũng nói vậy đó. Thì quý vị thấy không? Lúc ép lúc đầu thôi à. Nát ra cũng chứng nào tật đó à. Làm cái bộ mặt mà thì thánh thiện lắm, mà trong bụng là tô mì làm sao đấy. Hồi chuyện nói mì. Giống như bữa trước sư kể cái bà kia đó. Rồi thiện nó quay rai, cái loại tâm trắng. Rồi miết cái lát bỏ tu luôn. Có ba cái khó khăn cho đời sống xuất gia. Cái thứ nhất là cái vị ấy không biết hổ thẹn tội lỗi, do đó rất là khó giữ gìn giới luật cho trong sạch. Để cái này, điều này rất là rõ, phải không? Cái người tu mà không có biết cái gì là tội lỗi hết trơn, tội làm bậy. Cái thứ hai là cái vị ấy nếu mà tu hành, đây là nó đã tu một thời gian lâu rồi, chứ không phải mới tu đâu. Đã tu một thời gian lâu rồi mà quá dính mắc, quá tham lam, không cho ai một cái gì, không bố thí, không có biết cúng dường cái gì hết. Rồi cái thứ ba là không chịu thực tập thiền, biến nháp thiền tập, vì vậy khó huấn luyện tâm. Như tiếng Pali gọi là Pavana là tập cái tâm. Khó thay đổi hay làm cho tâm nó càng lúc nó càng thanh thiện. Tức là cái người mà không có tu tập, không có hành thiền để mà quan sát tâm, không có một cái sự mà chuyển hóa nội tâm của mình. Cái vị ấy, trên nguyên tắc không phải là gọi là người tu đâu. Mặc dù nó có cái hình tướng xuất gia, có cạo đầu, có ở trong chùa rồi vậy, nhưng mà cái vị ấy không có sự chuyển hóa nào hết. Khi tâm còn quá nhiều phiền não, khó mà giữ giới hạnh cho trong sạch. Khi mà mình tham sân si nhiều quá là mình thế nào mình cũng phạm mà. Nhiều người tu chết trở thành quỷ đói vì tâm dính mắc vào chùa chiền, tự viện, Phật tử. Một vị xuất gia đã tuyên bố đời tôi y hệt lời một nhà văn đã viết: sinh ra trong hoài nghi, sống trong lo sợ, chết trong hối tiếc. Và cái sư mà nói câu này á, ông có một vị đệ tử đi qua học bên thiền viện đó, Sự Minh đó. Rồi trong khi mà ông trình pháp rồi, ông nói một câu như vậy: tôi sinh ra trong hoài nghi. Cái này là đúng rồi, này là tại vì tâm si mà đâu có biết mình từ đâu tới rồi vậy. Rồi mà sống trong lo sợ. Tại sao mà lo sợ và hối tiếc? Là tại vì ông thầy này giàu quá, rất là giàu đó. Thầy mà cái sư này nói rằng thầy của tôi á, tiền bạc quá trời quá đất, phòng có khóa 4-5 cái ổ khóa luôn. Bởi vì do đó mà làm sao mà sống mà trong không lo sợ được, thấy không? Nhiều tiền quá thì phải lo sợ à. Rồi chết đi không biết tiền này vô tay ai nữa thì hối tiếc là đúng rồi chi nữa. Đó là mình thấy cái nghịch lý của một cái người tu hành á, mà muốn cho tiền nhiều. Hễ mà mình muốn tiền nhiều rồi thì mình sẽ khổ chứ không biết làm sao à. Nhưng mà khi mà mình không tu hành, không có một cái gì nó nhắc nhở mình hết á, thì mình chạy theo thế gian hồi nào cũng hay. Sư kể cái chuyện mà cái ông sư mà ông muốn hiếp cái con bé đó.
quý vị nghe câu chuyện này chưa? Việt Nam có một cái cô trình cho vị thiền sư bên Myanmar đó. Cô mới kể một cái câu chuyện ở bên Việt Nam, cô nói là có một sư đó tu hành đàng hoàng lắm. Tất cả mọi người trong cái thành phố đó, người trong cái vùng đó ai cũng kính sư hết trơn á. Đó, người ta vì người ta kính sư do đó người ta lại người ta xúc phọt, người ta cúng dường được cái nọ, thì trong số đó có một bà cụ, bà cũng giúp đỡ cho sư. Đó, rồi bà cứ lâu lâu bà đem tiền, đem bạc, đem đồ đạc, đem hương đèn, rồi hoa quả, rồi bánh trái, đủ thứ trái, rồi cúng dường cho sư. Đó thì cái câu chuyện xảy ra là mỗi lần mà bà đi như vậy là bà có đem theo đứa cháu gái, để mà đi cháu gái cho nó quen cái cách mà cúng dường cho sư, rồi vậy đó, tập cho nó quen rồi vậy đó. Đó rồi cái có một hôm bà bận, bà đi qua không được, sai đứa cháu đem đồ qua cúng dường cho thầy, cái tự nhiên thầy vỗ ôm con ta, thầy hung. Thì trong khi mà hai bên đang là mà bị nhỏ nó la, mà ôm nó thì mà hung nó thì nó la rồi cái giật qua giật lại, cái ông giật đứt cái áo, nút áo của nó, cái nó bung ra được, nó chạy, nó về, nó nói bà ngoại, nó nói là thầy làm như vậy. Bà già đó thay vì là tin cháu mình không tin, nghĩ là thầy là người đàng hoàng tử tế, đánh nó luôn. Cái nó khóc quá trời đất, nó nói đây này, ông thầy giật áo tôi, con bức nút rồi thế. Hoảng thấy sao? Rồi bà tức quá rồi bà kéo nó qua để qua thử là qua thì nó đối đầu ông thầy, qua thì nói ông thầy nói sao. Thì ông thầy khi mà ông thấy qua rồi, ông ra ông nói một câu, ông nói như thế này, ông nói rằng là đó, bé này nó nói đúng á, là tôi có làm cái chuyện bậy như vậy, nhưng mà tôi mong bà thông cảm một điều là lúc bây giờ đó, trong một cái phút giây đó, tôi bị một cái con quỷ dâm dục nó ám tôi, cho tôi mới có những hành động mà như thế. Thì cái câu hỏi của cái cô này là có phải chăng là trong cái sự tu hành của mình á, người tu đó, người xuất gia đó, lâu lâu nó có những con lợi của quỷ như vậy, quỷ dâm dục, quỷ này quỷ kia nó ám mình, do đó mà mình không còn đủ sáng suốt để mà mình làm toàn cái chuyện bậy bạ không ạ? Thì ông thiền sư này thì là vì là thiền sư dạy về tâm, mà sư nói rằng là không có con quỷ nào đâu, cái con quỷ là cái trong tâm của mình này đó. Nghĩa là khi mà cái vị sư đó mà thấy đứa nhỏ đó là đã thích rồi, thấy không? Và suốt cái thời gian từ lúc mà thấy nó mà cho tới lúc mà nghĩa là đưa tay mà ôm nó, là kéo nó vào mà hung hung rồi vậy đó, hoàn toàn là sư không bao giờ tu tập hết. Sư không kiểm soát cái tâm của sư không có thấy cái tâm sư nó nói cái gì. Cứ mỗi lần mà thấy nhỏ này là tâm dâm dục, là cái tâm ái, nó cứ tăng hoài. Theo cái thời gian nó huân tập mà. Cho tới một lúc mà khi mà điều kiện nó đầy đủ xong rồi là nó bùng ra. Vì vậy thì sư nói, theo mình người tu thì mình phải tu, mình không tu thì những cái phiền não tham sân si nó cứ có dịp nó lên. Mà khi nó lên vậy thì mình phải dùng thiền tập này để mình xử lý nó. Ví dụ khi mình ngồi thiền, mình thấy cái tâm của mình rất là chấn động khi mình nghĩ chuyện đó chẳng hạn. Hoặc cả mình làm, khi mình làm như vậy thì mình cảm thấy mình hổ thẹn, mình ghê sợ, là tại vì sao? Bị vì là mình sống nhờ một Phật tử mà. Cái tâm khi mà tỉnh táo là rất là khôn ngoan. Khi mà thiền tập thì cái tâm nó rất là yên, mà tâm yên là bắt đầu nó khôn, nó nhớ. Nếu nó nhảy, đừng làm cái đó, làm cái đó nguy hiểm quá đi. Mình làm cái này là mình đi địa ngục rồi chẳng hạn, nó đủ thứ chuyện à. Nên là cái tánh tư duy nó khởi sanh. Còn khi mà mình không tu tập, mình để chạy theo cái câu chuyện chùa chiền, hoặc giả mình chạy theo cái câu chuyện bên ngoài, chết, nó kéo mình đi hồi nào ngày. Thành ra không phải là sư nói vậy mà sư khoe, để là sư là cái người mà tu tập đâu, mà sư nói không tu là sư sẽ cũng như các vị khác thôi. Vì vậy bây giờ sư dọn các vị, mà nếu mà làm bậy là sư nghĩ có thế thôi. Cái thiếu tu, thiếu tập, thiếu quan sát, thiếu mà nhắc nhở mình là nó sẽ tới như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái chuyện mà tu hành là ít, mà cái chuyện mà làm xấu là nhiều lắm. Xung quanh mình biết bao nhiêu chuyện xấu. Sư đi gặp, đi rất là nhiều nơi, sư gặp nhiều sư, thôi làm nhiều cái không thể tưởng tượng được. Một cái người mà cư sĩ mà chưa làm những chuyện như vậy mà các sư dám làm. Đó thì sư cũng đem về, sư nói với, chia sẻ với ông thầy dạy của sư. Ông nói, sư nói anh chí, cái đó là tâm tham mà. Sư dòm đi, sư thấy đó là tâm tham, đó là cái sự biểu lộ của tâm tham này. Ông có làm cái gì sai trái không ngoài cái tâm tham hết trơn. Mà nếu mà sư có chắc chắn là sư còn không còn hết tâm tham không? Nếu mà sư nói mà sư hết tâm tham mà sư còn mới nói ổng vẫn có, mà sư còn tâm tham thôi đừng nói. Anh chị em hiểu ý ông nói không? Ông nói mình hãy xét lại coi thử mình tâm tham tâm sân mình còn không? Nếu mình còn thôi đừng nói. Cái phiền não mà, phiền não thì như vậy thôi à. Khi tâm còn quá nhiều phiền não, khó mà giữ giới hạnh cho trong sạch. Lúc bây giờ bạn chỉ cố gắng mà thôi, chứ không thể nào gọi là, không thể vỗ ngực nói là tôi là trong sạch và giới hạnh được.
Nhiều người tu chết đi trở thành quỷ đói bị tâm dính mắc vào chùa chiền và tự viện và Phật tử. Vì vậy cái câu nói là đời tôi là một y hệt một nhà văn đã viết, sinh ra trong hoài nghi, sống trong lo sợ và chết trong hối tiếc là vậy. Bị nhiều của cải tài sản quá mà không hối tiếc sao được. Vì có hỏi cái gì không? Sư, nếu mà muốn mà hết tâm tham á, tụng kinh Lương Hoàng Sáng đó sư, con thấy có không? Tụng xong cái đó không mùm 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 được mình lứa sư. Tại sao vậy? Tội từ xu trụ trì mà bất cứ ví dụ như là giữ thực phẩm cho các sư ở chùa An mà không giúp những người khổ chẳng hạn, cái đó cũng bị đày xuống địa ngục. Con tạo con tội một lần kinh Lương Hoàng Sám mà con thấy toàn là tội không, tụng xong là hết dám làm gì. Nhưng mà mình phải hiểu như thế này, đây là một cái hình thức mình dọa mình thôi. Mình dọa mày muốn tu mày đi địa ngục á, nhưng mà bữa nào nó có ngon nó vẫn ăn như thường. Sư là sư thấy rõ ràng này chứ không phải chơi à. Tại phiền não nó mạnh mà. Phiền não đâu có đâu mình nói nó được đâu. Mình nói cái khơi khơi thôi, đừng giống là có một vị nào tới đây nói ô Đức Phật đã dạy như vậy, Đức Phật đã dạy như kia, Đức Phật dạy lần chuyện, mà phiền não nó nói cách khác à. Mà mình sống phiền não cho mình sống với Phật của nào đâu. Phiền não nó bủa vây mình, nó là xin lỗi là cha là mẹ của mình mà. Xin lỗi nó cái chữ là ông nội của mình nữa đó. Nó bắt cái gì mình cũng làm theo hết trơn à. Phải không? Tất cả những cái gì sai trái trong cuộc sống này là phải cho phiền não nó suy sẻ mình làm không? Vậy thì mình sống với phiền não cho mình có theo Phật đâu. Mình nói Phật biểu đừng làm này, Phật biểu ra lần kia là mình đọc sách mình nói thôi. Còn khi mà mình nhìn thật cái tâm của mình nó rất là ghê gớm cho phải chơi. Thế mình mà có cái sự chánh niệm, mình tỉnh thức, mình biết, mình nhắc nhở mình thì mới ra. Còn mình hù, mình dọa mình vậy là nó cũng không ngán à. Chỉ nhớ là có một lần sư kể tại Mỹ Từ, có cái ông kia ở bên Myanmar đó. Ông chết đi rồi, ông chưa có chết, ông mới ở cái trạng thái mà kêu bằng kinh nghiệm cận tử á. Ông thấy bị đọa xuống địa ngục. Ông thấy người ta thấy có người dắt ông đi xuống địa ngục. Mà cái câu đầu tiên mà ông nói là sao dưới đó người tu đông quá. Tăng nguyên đi dưới đó quá trời quá đất à. Vị nào muốn xuống cho đó. Sư nghe cái đó sư cũng hết hồn hết vía à. Nhưng mà nó hết hồn lúc đó rồi bữa sau nó cũng làm bậy lại như thường à. Cũng nghĩ tào lao tới đế như thường. Thành ra cái cách mà hù dọa mình vậy, suy nghĩ là mình làm cái đó cái tâm sân đó. Và không có giải quyết đâu. Chút đó thôi. Thì cô thấy không, nếu mà các sư các thầy đâu phải là chùa cũng có người tiết tin nó có popular không, người ta đọc tụng có nhiều không? Kinh lại nhiều lắm, lại cả mấy trăm lại trong một ngày, cả ngàn lại luôn. Nhưng mà lại thì lúc mà thì về thân thôi phải không? Đã, chứ đâu có cái gì về tâm trong này. Không, nhưng mà những lời mà trong kinh Lương Hoàng Sáng đó sư, tất cả là một lời mình nói ra cũng có thể là mình đọa địa ngục rồi, tại vì mình nói những từ như thế này thế kia. Mà trong đó kể các sư trụ trì hay là những sư mà hiểu rồi, hiểu rồi đó, tất cả những lỗi gì đó. Con tụng một lần mà con sợ ơi là sợ. Thế mà cô thấy cô tụng một lần là cô sợ, để coi cô tụng chừng 10 lần là cô hết sợ à? Nó quen rồi. Nó quen à. Vậy con tụng một lần. Đây này, để sư nói, sư nói phải là sư nói giỡn đâu, mà đây này, sư đọc ở trong tưởng sư nói giỡn hoài, cười không nè. Mà trong kinh đó, Đức Phật nói đó, trong kinh của Nguyên Thủy đó, giới luật của chư tăng đó, nói một vị sư đó là phải giữ gìn giới luật cho trong sạch, cái đó là cái nguyên tắc rồi phải không? Là cái mà nặng nhất là cái tội hành dâm với người nữ gọi là bất hồng trụ đó, cũng giống như là cái người bị chặt đầu rồi, chết rồi, không có cái đó là không còn tư cách ông sư nữa, cũng không có bị tỳ khưu nữa. Thì khi mà cái người mà phạm tội mà cái bằng là đã dâm dục với một cái người mà khác phái, dù cái đó là súc vật là bất cứ cái nào đó không cần biết, thì coi như cái vị sư đó là không còn tư cách của một vị tỳ khưu nữa đó. Nhưng mà trong kinh có nói như thế này, cái vị sư phải nhớ là cái đời sống phạm hạnh mình đó, nó ăn thua rất là quan trọng cái bước đầu tiên. Cũng giống như con bò, ta giữ ở trong cái chuồng bò đó,
nó không bao giờ nó nhảy ra. Mà một khi mà nó nhảy ra được một lần rồi là lúc đó là nó nhảy khoai à. Thành ra mình muốn giữ cái đời sống mà là mình phải rất là cẩn thận. Để mà phạm một lần rồi đó, mình ăn nằm với người nữ là mình gian dâm với người đó, là rồi xong rồi đó. Xong cái đời sống tu hành của mình rồi. Là bởi vì sao? Nó sẽ, cho dù mình có mặc y, có cạo đầu, mình có trong chùa, là nó vẫn tiếp tục, nó làm tiếp tục, nó không sợ nữa. Một vị sư thầy phải hiểu là khi mà mình đụng vào những cái chuyện đó là rất là tai hại, chứ phải vậy không? Rất là nguy hiểm, có thể là chuyện chắc chắn là đi địa ngục à. Vậy mà nó chỉ sợ lúc đầu thôi. Còn sau đó là nó tiếp tục làm nữa thì Đức Phật công nhận này, nó sẽ nhảy hoài nữa. Vì vậy thì nếu mà cô không tin sư là cô cứ làm thử là cô sẽ thấy à. Mình đọc lát cái nó quen rồi nó. Ví dụ như những cái bài kinh mà sư thấy, ví dụ bài kinh Tâm Từ là bài kinh mà nói về vô thường, khổ, vô ngã đó. Đọc lát thuộc cái đó, đọc đâu cho tâm nó có biết đâu, đâu có nhớ đâu. Lúc đầu thì nó tác động mình thiệt, bởi vì mình lạ, mình mới quen, mình chưa quen, mình thấy, mình nghe, mình hay, mình thấm thía, mình đọc tới đọc lui, mình ngâm nga ca kệ, lát cái mình ngâm hồi nào mà mình tâm mình đi đâu á. Đó là sư nói xưa, còn sư không dám nói quý vị, sư không biết quý vị tâm sao á. Tại vì con tụng một lần xong, bây giờ nhiều lúc con muốn tụng lại mà con nghĩ tới con sợ. Thấy không? Đó là con đâu có dám tụng nữa đâu. Phải chi mà cô sợ là cô tiếp tục tụng nữa để cho sợ, mà đằng này cô ngán luôn, cô bỏ luôn á. Nó hù cô cái cô sợ, cô thả tay à. Mà khi mà thả tay thì nó quên nó sẽ làm bậy. Thấy vậy không? Ví dụ bây giờ Đức Phật nói, hễ mình nói từ đó là có thể mình đi địa ngục. Mà bây giờ mình tụng có một lần rồi mình quên thì bữa sau thì quên thì mình nói hồi nào mình đâu có hay. Mà đây này, để sư thấy rõ ràng đó nghe. Được khi sư nói chuyện với Phật tử á, sư nhắc sư nói đừng có nói láo. Không phải nói láo mà bày đặt ra mà nói. Thế ta cười rồi bày đặt mình nói. Cái tật vậy chứ, suy xin lỗi cái gì mà khổ vậy đó. Bây giờ cô cười như vậy là cô cười trên sự đau khổ của sư á. Thế rồi kêu cái gì biết sao không? Sư thấy tất cả mọi người được trình pháp cũng nói vậy à. Hành giả đó, họ trình pháp họ nói con cố gắng con được nói láo mà nó vẫn nói láo như thường. Nó vẫn bị dễ ra nhiều chuyện nó nói à. Ông thầy sư ông nói cái này là cái chuyện không có thể nào tránh khỏi được. Khi mà bạn không có chánh niệm, không có trí tuệ là cái phiền não cứ nằm sẵn à. Thế mà thấy mà cần duyên nhanh, thấy mà thuận tiện là nó phục té ra liền, làm liền. Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình đi đâu đó mà ai hỏi mình chuyện này chuyện kia mà mình thấy có bộ lộn xộn quá là mình nói láo à. Nói gì cho nó yên. Cho đứng đó mình giải thích, mình nói cho đúng rồi họ cứ hỏi tới hỏi lui hoài mình phiền quá. Nói láo phức cho yên rồi. Rất là dễ làm cái chuyện đó. Mà cái tật mà hễ mà đã nói láo rồi thì nó quen, nó cứ nói hoài. Thành ra trời ơi, tập cái tâm này là cả một cái vấn đề chứ không phải chơi à. Hễ mà mình duy trì chánh niệm, trong khi mình nói, mình có trí tuệ, có chánh niệm, mình biết cái gì nên nói không nên nói thì thôi mà không có chánh niệm là nó nhảy ra. Bởi vậy thành ra ông thầy của sư ông hay nói là phải có trí tuệ đó, giữ giới mới trong sạch được. Còn không có trí tuệ đừng có mong. Con lỡ quên giờ appointment gặp con bác sĩ, cho nên đến lúc con sực nhớ là con đã trễ 10 phút. Rồi. Cái con đến đó, cái con trên đi đường con nghĩ là con sẽ nói là bạn kẹt xe. Nhưng mà đến nơi á, cái con nghĩ nếu mà không biết điêu quá tại sao mình phải nói dối. Thế là con im lặng sao mà con chẳng nói gì hết, con đến coi như là con đến trễ. Nhưng mà con không cần giải thích rằng là tại kẹt xe, tại vì kẹt xe là nói dối. Nhưng mà thật sự là không quên, cho nên ví dụ lúc đó đi đường thì con nghĩ con sẽ nói lại rằng là kẹt xe để cho ông có mệt hả? Nhưng mà đến nơi cái con nghĩ lại nữa, đâu có nhất thiết đâu, nếu mà họ giận thì cũng giờ giận rồi, đằng nào mình cũng tới trễ. Mình có giải thích thì chẳng ra là cái excuse thôi. Cái con suy nghĩ mà con không có nói gì hết. Thì con stop là không giải thích thôi. Thì thật sự là mình quên chứ đâu phải tại cái xe. Mà mình nói cái xe là mình... Bây giờ sư hỏi này, trong trường hợp họ nói chặt cô lại thì chắc là cô quên rồi, chắc là cô không dám nói đâu hả? Nếu họ nói quên chắc con nhận thôi, tại vì lỡ rồi. Chứ bây giờ mình nói dối mà đâu có đổi được, là một. Thứ hai, nó thật sự là mình quên. Nhưng mà cô biết sao không? Có nhiều người họ cứ nói với sư rằng là mình nói dối mà không hại ai thôi, mình cứ việc nói. Đó, con nghĩ cái câu hồi xưa con nghĩ vậy. Tức là mình nói dối mà không hại ai, mà nhiều khi họ
họ không giận mình tại vì mình nói kẹt xe họ đâu giận, nhưng mà mình nói mình quên là họ giận nó, tại vì mất appointment mà lại quên. Đúng rồi. Nhưng mà con về sau á thì con tu rồi thì con nghĩ là thôi im lặng đi, tại vì im lặng là mình không nhận tội nhưng mà mình cũng không có nói dối. Nhưng mà cái câu mà nói rằng là đó, mình nói dối mà không có hại ai đó, sư về Việt Nam mình ta cứ nói sư câu đó hoài đó. Rồi có một lần hỏi cái vị thiền sư, ông trả lời nói rằng ai nói dối mình đâu có muốn, phải không? Người ta nói dối mình có thích không? Mình không thích ra, mà mình nói dối thì bắt buộc đó là tạo nhân rồi, thì quả là người ta phải nói dối lại với mình. Đơn giản vậy thôi. Mà nếu mình nói lỡ quên mà mất chừng 2-3 ngàn có bộ chắc mình cũng ruột rịch lắm nha. Lỡ quên mà không mất cái gì thì sao chắc mình cũng lỡ mình quên, phải không? Nhưng mà đụng cái tiền bạc rồi vậy chắc có bộ sư cũng biết sao, lúc đó sư cũng chưa dám. Dạ, thì sư nói đúng, thí dụ như mình nói mình lỡ quên chống phạt mình 1 tiếng 50 đồng. Chẳng hạn vậy đó, lúc đó là thì mình là cách khác à. Có khi mình vâng, vâng, con muốn hỏi cái gì? Dạ. Ông mình nói dối mà ông không có giận hả? Thì bây giờ sư trở lại cái lời của cái thầy, ông thầy sư ông nói là khi mình nói dối người ta không có giận, đồng ý rồi, phải vậy không? Đúng rồi, thì sư nói mà với là thật ra là cũng không có hại ai hết trơn, mình đâu có hại gì ông hả? Nhưng mà đó, người ta thường hỏi mình cái câu á, khi mình nói dối là mình tạo một cái nhân xấu này, mình nói một cái chuyện không thật, thì khi mình tạo nhân xấu thì cái quả trả lại người ta sẽ nói dối mình. Thì khi mà người ta dối mình á, là có thể lên tới dối về tình, thì chắc là lúc đó là mình khổ sướng rồi. Phải vậy không? Chứ biết đâu biết cái quả nó đã, mà đã cách nào mình đâu có biết. Người ta sẽ nói dối mình à. Ta thương mình, ta nói vậy thì người ta đâu cũng thương mình. Ồ, mình khổ nó dữ à. Thế không? Đấy. Chắc bị rồi, đâu có bộ chắc nói à. Thành ra bởi vậy thành ra mình cứ gì đây mình tu tập cho có trí tuệ đi, chứ còn cái tâm mình ghê lắm. Khi mà nó thấy được là nó nói à, mình nói vậy thôi chứ còn mà quay để coi à. Khi mà đụng tới tiền bạc cái tới quyền lợi à, nó phập ra liền tức thì à. Ý sư muốn nói là quý vị quốc sư chỉ quan niệm quý vị vậy thôi, chứ còn mà nếu mà quý vị giữ được thì quá tốt à. Chỉ sợ là cái khi mà vấn đề tình cảm này à, mình thương ai này, mình muốn che chở cho ai, mình muốn là vấn đề liên quan tới vấn đề quyền lợi tiền bạc rồi vậy, lúc bây giờ là cái tâm của mình lúc đó mình phải hỏi thật sự là mình có thật sự là mình không muốn nói dối, thật sự là mình chân thật không này. Còn một câu hỏi liên quan tới vấn đề đọc sách này, để đọc quý vị nghe này, đọc sách có phải là chánh niệm không, rồi làm sao mà chánh niệm trong khi đọc sách này? Thưa thiền sư, đọc sách, khi đọc sách làm sao duy trì chánh niệm? Tôi đọc rất là nhiều sách, sách thường cũng có, sách Phật cũng có. Nhưng mà tôi thấy rằng là khi mà tôi đọc sách thường mà gặp cái chuyện gì mà khổ sở hay là cái chuyện gì mà ngang tái là tự nhiên tôi khóc hồi nào cũng hay. Đọc sách Phật cũng vậy, có những lúc gặp những cái chuyện mà mình nghe trong đó như sự tích rồi mình thấy tội nghiệp rồi mình cũng khóc vậy. Trả lời, bạn có thể duy trì chánh niệm khi đọc nếu bạn biết quan sát tâm một cách thuần thục, thấy chưa? Bây giờ phải quan sát tâm tôi giỏi thì may ra bạn mới là có thể quan sát được tâm trong khi mà bạn đọc sách. Nhưng không dễ đâu, vì lúc bấy giờ tâm đang chú vô những gì trong sách và ý nghĩa của chúng, cho nên rất khó cho hành giả duy trì chánh niệm khi đọc. Vì khi mình đọc đó là như sư đọc cái này này, sư đang chú ở trong này, sư không chú là sư đọc đặt làm sao đấy. Thì khi mình như vậy mình khó duy trì chánh niệm vô cùng. Hành giả là người tu tập phải thuần thục trong việc quan sát tâm, thấy tâm, biết tâm sinh hoạt như thế nào và biết cách duy trì chánh niệm dù bất cứ trường hợp nào, may ra để giữ được chánh niệm trong khi đọc. Vậy đó, ông cũng thấy khó khăn mà, ông đâu có phải là ông nói mình dễ đâu. Hành giả phải biết quan sát những sinh hoạt của tâm, ví dụ như phải biết rằng tâm đang chú ý, biết rằng tâm đang phân tích, tâm đang suy nghĩ về cái câu mà người ta viết ở trong sách, biết tâm đang thích hay không thích, hoặc bất cứ những trạng thái tâm nào xảy ra trong khi mình đang đọc.
cái lý do thông thường mà mình đọc sách mà mình mất chánh niệm là mình chạy theo cái nội dung câu chuyện. Đó, mình đọc sách Phật rồi đôi khi mình còn chán thì mình đọc tiểu thuyết qua thử. Lâu lâu mình chạy theo hồi nào cũng hay à. Thì quý vị thấy coi phim bộ cái đồ đó, hay không? Coi phim tình cảm á. Đó, nó cứ chạy theo, thì đọc sách thì cũng thế thôi. Dĩ nhiên là cái cường độ nó ít hơn phim ảnh. Bởi vì phim ảnh đó là mắt này. Đó, con mắt nó tham hết. Rồi tai, âm nhạc nữa, rồi câu chuyện. Thế ba thứ là cái đó nặng tội lắm rồi đó. Coi chừng trong đó nó đi địa ngục đó nghe. Có không? Hành giả phải biết quan sát sinh hoạt vô tâm, may ra mới có chánh niệm trong khi đọc. Biết tâm đang chú ý, biết tâm đang phân tích, biết tâm thích hay không thích những gì người ta viết trong sách, biết tâm đang suy nghĩ về những gì người ta viết. Mình đâu có để ý được hết, phải vậy không? Tôi thì tôi thực tập như vậy. Cái ông nói ông tập này. Tôi để cho tâm sinh hoạt tự nhiên và kiểm tra xem mình có nhận ra nó đang làm gì không, thì cũng một thứ thôi. Thầy sư nói rằng bây giờ mình phải biết cái tâm mình đã đang suy nghĩ về những gì viết trong sách, mình thích hay không thích. Sư thấy à, đọc sách á, mà lúc nào mà đọc những cái chuyện nào mà làm cho tâm mình cảm xúc á, mình đi nhìn đi chỗ khác thì tự nhiên nó hết à. Điều đó có nghĩa là từ nãy giờ mình chạy theo nó, thấy không? Bây giờ nó tới dữ quá rồi mình chịu hết nổi, mình thả tay ra, mình dòm đi chỗ khác là tự nhiên xuống tức thì. Sư biết cái gì có thấy kinh nghiệm điều đó không? Ví dụ mình đọc một đoạn sách nào đó, một câu chuyện gì đó, mình cảm thấy rất là cảm động chẳng hạn. Đó, rồi mình đi theo một lát à. Rồi tự nhiên rồi mình thấy là nó cảm xúc quá, mình chịu không nổi. Vì tâm mình lúc đó nó chấn động vô cùng, thả tay ra mình đừng đọc nữa, tự nhiên nó tụt xuống. Rồi khi mình đọc trở lại, mình giữ chánh niệm, nó không có như hồi trước nữa. Nó như một lát nó kéo mình nữa là bị nữa. Tôi phần tôi thì tôi để yên, để xem thì tâm sinh hoạt tự nhiên và kiểm tra xem mình có nhận ra nó đang làm gì không. Những gì đang xảy ra để cho tâm tự làm lấy, chỉ hay biết tâm đang sinh hoạt mà thôi. Và cái này nó cũng đòi hỏi mình cái sự thực tập nữa. Từ từ tôi hiểu làm sao để duy trì sự chánh niệm. Thông thường trong lúc đọc sách rất bận rộn và sử dụng rất nhiều năng lượng nên không giữ được chánh niệm lâu. Nhờ thực tập có kinh nghiệm thì cái người tu tập mới may ra biết cách duy trì chánh niệm trong khi đọc. Thông thường chúng ta hay bị lôi kéo vào câu chuyện viết trong sách và đôi khi xúc động ùa tới mà không hay biết. Lúc bây giờ tâm rất chấn động, chúng ta có thể khóc vì câu chuyện cảm động chẳng hạn. Do đó nguyên tắc tôi thường áp dụng khi đọc sách là phải làm cách nào để thấy được tâm sinh hoạt, và cái này mất rất nhiều thời giờ. Tôi thấy tay tôi đang đụng vào sách chẳng hạn, thấy tâm đang có sự chú ý, thấy tâm đang suy nghĩ, thấy tâm đang phân tích, thấy tâm đang cảm xúc về những gì viết trong sách. Và tôi cứ làm hoài như vậy, được một chút thôi, tâm nó chạy nữa, được một chút thôi, tâm nó chạy nữa, làm hoài, làm tới, làm lui, làm hoài. Bây giờ nó có thói quen. Rồi bỏ một thời gian không tập, nó làm bị tuột xuống nữa. Mình tập nó rất là nhập nhằng nè, mình tập để mình biết cách sức quan sát tâm khi mà mình đọc nè. Tập hoài, một chút nó chạy, rồi làm hoài, nó có thói quen. Đến khi mà mình đọc, mình có chánh niệm rồi đó, rồi một thời gian lâu đó, vì công chuyện chùa chiền, là vì công chuyện này, phải đi dạy đạo chỗ này chỗ kia bận rộn, mình không có tập á. Là nó, tôi tuột xuống trở lại. Thành nó lên rồi nó xuống, nó lên nó xuống, nó đã khó, tới đã khó rồi mà không giữ nó, nó lại tuột trở lui. Tôi có một thói quen và tôi vẫn thường áp dụng điều này lúc tham dự các buổi lễ xuất gia và phải đọc tuyên ngôn. Tuyên ngôn là một cái bản mà các sư phải đọc sau khi mà hỏi cái vị mà lại xuất gia có đầy đủ các điều kiện chưa, tăng trả lời đầy đủ hết trơn rồi đó, thì đọc một cái bản tuyên ngôn xác nhận là cái vị này là có tư cách là một vị tỳ khưu. Tôi tham dự cái buổi lễ xuất gia và phải đọc tuyên ngôn. Tôi không cần bổn như các vị khác, nhưng chỉ nhắm mắt thấy tâm đang nhớ lại từng chữ và miệng phát ra âm thanh. Ví dụ như bây giờ đó, ông nói rằng là thay vì tôi cầm cái bổn thì đọc, ví dụ như hồi nãy tôi nói cái bài kinh đó, nguyện cầu tám hướng mười phương chẳng hạn, hay không, thì ông nói rằng tôi không có cầm bổn mà tôi nhớ cái chữ, thì tôi thấy chữ nguyện bắt đầu bằng chữ N chẳng hạn, tôi thấy từng chữ nó xuất hiện ra, rồi cái miệng tôi đọc theo nữa. Thì quý vị thấy không, cái này cũng mới tập cho làm sao làm được. Tôi không cầm bổn đọc như các vị khác, chỉ nhắm mắt thấy tâm đang nhớ lại từng chữ và miệng phát ra âm thanh. Khi cầm bổn tâm bận theo chữ, tôi không thấy được bên trong. Vì vậy ngay cả những cái chuyện mà đơn giản như là đi đọc, đi tụng kinh để dự lễ xuất gia thì cứ đọc tới đọc lui hoài, chữ tăng nào cũng cầm bổn hết. Là bởi vì sao? Bởi vì mỗi lần mà lập
một cái đoạn tuyên ngôn mình đọc á, thì nó tùy theo trong đó, nó giống nhau nhưng mà lâu lâu nó đổi chút, lâu lâu đổi chút. Ví dụ như chẳng hạn, nếu mà hai vị mà xuất gia đọc cách khác, ba vị mà cho xuất gia đọc cách khác, nếu một vị đọc cách khác, mà hễ mà cái trên mà một vị thì phía dưới cái này chỗ này chỗ này chỗ này đổi chẳng hạn. Vì vậy khi mà đọc như vậy là phải chú ý rất là nhiều, mà nếu mà đọc ra ngoài á là cái buổi xuất gia nó không thành tựu. Thành ra cho chắc ăn là các sư cứ cầm bổ mà, cứ theo bổ mà đọc. Ví dụ chẳng hạn, nếu một người thì đọc cái gì, có một cái tờ riêng, nếu hai người thì như thế nào, nếu ba người như thế nào, cứ vậy đó mà làm. Và sư này ông nói rằng là không, tôi không có làm vậy, bởi vì khi mà tôi làm vậy thì tôi hay chú ý vào dòng chữ và tôi không có thể để ý được cái tâm của tôi. Bây giờ tôi bỏ đi, tôi ráng tôi học, thì tôi thấy là cái chữ nó xuất hiện trước mặt tôi khi mà tôi đọc được chữ một. Thưa sư, con nghĩ rằng hành thiền một cách tích cực, tức là cái đi qua một cái khóa thiền mà lâu dài đó, hành thiền một cách tích cực tốt hơn là chúng ta phải vừa đọc sách vừa tu tập để trau dồi kiến thức. Tại vì trong những cái trường thiền có nhiều khi người ta không cho mình đọc sách, người ta kêu mình đừng đọc sách, người ta kêu mình đừng nghe băng, người ta kêu mình đừng có bàn luận cái chuyện mà thiền tập á. Thì bởi vì làm những cái chuyện đó làm chia trí cái người hành giả. Nhưng mà trong cái trung tâm của sư thì ông thầy sư ông nói quý vị được, quý vị cứ việc nghe băng, nhất là băng mà liên quan tới vấn đề thiền tập là được. Thì cái sư này mới nói rằng là khi hành thiền một cách tích cực thì tốt hơn vừa tu, đồng thời vừa đọc sách, vừa nghiên cứu nữa. Thì cứ vậy có đúng không? Trả lời, đọc chút xíu thì được, không nên đọc quá nhiều. Khi đọc nhiều quá, tâm nằm ở ngoài, bạn sẽ quên hết, không quan sát những gì nó xảy ra trong thân và tâm. Bởi vì bạn chưa có giỏi mà. Bây giờ rất đẹp, bạn đang hành thiền như vậy, rồi bạn chạy lên trên thư viện của chùa, rồi bạn thấy một cuốn sách gì nói về thiền hay quá. Là bạn đem xuống, là bạn nghiền ngẫm suốt ngày, hay là bạn 2-3 ngày, là bữa đó về thiền tập chắc chắn 100% nó tuột. Vì cái tâm mình nó ở trong sách mà làm sao? Rồi. Nếu đọc những gì giúp cho trạng thái tâm mình mạnh hơn, đọc để đức tin mạnh hơn trong sự thiền tập, đọc để cố gắng duy trì chánh niệm nhiều hơn, thì bây giờ tôi khuyên nên đọc những sách này, đọc làm cho bạn có đức tin, có sự chánh niệm, và tất cả những cái này hỗ trợ cho sự thực tập, đó là cái điều mà bạn nên đọc. Mục đích của thiền là làm sao để cho 4 cái, 5 cái là tinh tấn, niệm, định, tuệ tăng thêm. Đối với những người khi đọc sách có thói quen tâm suy nghĩ quá nhiều về những điều nói trong sách, tâm bây giờ sẽ rất căng thẳng, lẫn lộn, không biết tin nơi đâu. Đó là hạng người mà tôi khuyên đừng đọc sách khi tập thiền. Như vậy là cái lời mà nói chung á, là khi hành thiền mình có quyền đọc sách chứ không phải không, nhưng mà đọc vừa phải, và đọc những cái gì mà làm cho bộ 5 cái tính tấn niệm định tuệ của mình tăng lên. Còn ví dụ chẳng hạn mình đọc một câu chuyện, chẳng hạn ngay cái câu chuyện Phật, nhưng mà làm cho cái tâm của mình nó buồn, nó khổ, là tâm mình nó cảm xúc nhiều quá, thì người ta cũng khuyên mình đừng làm. Có những thiền viện cấm hành giả đọc sách, bất cứ sách gì làm cho tâm hành giả bị căng thẳng, bị gò bó. Theo ý của thầy thì như thế nào? Thiền sư này dạy về tâm, ông cũng không có cấm. Nhưng mà ông, cái câu hỏi này là, có thực tế có nhiều vị thiền viện ta cấm. Trả lời, cấm đoán như vậy là không đúng chút nào. Khi quý vị tới trình pháp cho tôi, quý vị nói ra những gì quý vị tập, tôi bàn luận với quý vị về sự thực tập, thì cũng một hình thức giống như đọc sách vậy. Cấm mà không giải thích tại sao làm cho hành giả không phát triển được trí tuệ và làm cho tâm nó trở nên căng thẳng. Vì vậy ông khuyên ông nói rằng là tôi không cấm, tôi chỉ nói thôi. Tôi thì giải thích, ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư đọc cuốn sách đó mà sư suy nghĩ nhiều quá, tôi nghĩ tôi nói thôi đừng đọc nữa, để yên đi rồi tu thôi. Vì vì tâm nó đang chấn động mà làm sao mà tu. Còn mà nếu như đọc mà thấy đức tin mình nó tăng trưởng, thấy chánh niệm mình có tâm đỉnh mình nhiều, thì ông nói nên đọc. Vì vậy không phải là một cái cấm mà chung chung vậy, mà tùy theo mỗi vị hành giả. Còn những người mà khi đọc sách là tâm nó có suy nghĩ hoài, rồi tâm nó lẫn lộn không biết theo phương pháp nào, đang học tâm mà nói bên người ta giải thích về bên thọ thấy thích quá, rồi muốn bỏ qua tu thọ, thì thân thì thọ thì tâm thì pháp, muốn làm tùm lum tà la trong đó. Ở bên Myanmar nó có một vị sư dạy về quán pháp niệm xứ, rồi mà trong khi mà học bên thiền tâm này, người ta nói rằng là bây giờ học tâm, tu tâm cho giỏi đi,
rồi sẽ hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ. Nhưng bây giờ cuốn sách này giới thiệu về quán pháp niệm xứ, ông sư kia ông thích quá, thích quá, ông đọc qua thử như thế nào, nhưng đọc sao hiểu. Vì quán pháp niệm xứ nó rất là khó, ông đọc không hiểu thì ông nói thôi bây giờ chỉ có một cách là qua bên đó để mà hỏi sư đó thôi, chứ không biết làm sao. Cái vị mà thiền sư dạy đó thì qua bên đó sư đó giảng cũng không hiểu nó luôn nữa, thôi rồi cuối cùng không làm được thì bỏ đi về luôn. Thấy không? Vì vậy đọc sách trong khi mà tu tập ấy, thì chúng ta nên cẩn thận, chứ không phải là không nên hay là nên, cái chuyện đó tùy theo quý vị thôi. Có gì khác biệt giữa đọc sách và nghe pháp? Cả hai đều là tâm suy nghĩ cả. Nếu chẳng hoàn toàn để hành giả không suy nghĩ quá nhiều thì cũng đừng nên nói đạo thuyết pháp gì cả, bỏ luôn. Thưa sư, các vị sơn tăng Đầu Đà có được đọc sách không? Bên các sư Phật giáo đã có những cái nhóm họ đi Đầu Đà, họ tu ở trong rừng á, họ ăn uống rất là kham khổ. Rồi các sư đó thì sư nghĩ chắc là cũng có đọc sách, là bởi vì đi trong rừng trong rúa mà sách đâu mà đọc. Có nha, các vị vẫn đọc sách như thường, mà nếu mà không đọc sách thì làm sao mà có đức tin hay pháp hành. Như vậy là trước khi mà các vị mà đi tu tập theo cái hành Đầu Đà đó, các vị cũng đã tìm hiểu, cũng đọc sách rất là nhiều, hoặc là nghe giảng rất là nhiều. Mà nếu không đọc sách nghe giảng thì không thể làm có đức tin mà làm được. Đọc sách không phải là vấn đề, vì ngày xưa khi còn cư sĩ, mỗi ngày tôi cũng đọc 5 trang sách của một vị hòa thượng dạy về tâm. Ngài cũng dạy phương thức quán tâm, đọc xong tôi mang ra áp dụng và tôi thấy nó có sự tiến bộ. Như vậy thì ông này, theo sư này chủ trương á, thì sư này nói rằng là đọc sách không thành vấn đề. Tùy theo cái tâm của bạn như thế nào, nếu cái tâm của bạn nó chấn động quá thì thôi đừng đọc, mà đọc mà thấy nó giúp mình tu tập, tiếp tục. Đó, thành ra mà cô Kim nghe vậy rồi, cô Quanh nghe vậy thì tùy theo cô quyết định nè. Đọc hả? Thì cứ việc thôi. Nhưng mà theo tâm mà chấn động quá thì không nên. Đọc mà vô nghĩ tới cuốn sách không thôi rồi tôi chết rồi. Mà thêm tình cảm hả? Dạ, tình cảm, coi qua đêm luôn để coi cho đến kết cục luôn. Coi chứ ai lấy ai bỏ ai đó. Nhưng mà sau một phim thứ nhì á, tự nhiên con mới pha đau một chuyện thôi, con có thể cúp ngay giữa chừng á, con đi ngủ con nói cái phim này là giả bộ mà. Tại khái là chuyện tình cảm đó, nó biết giả bộ thôi, cái người này chết hay người kia sống là thật ra đóng kịch thôi. Cho nên con đâu có cần coi, có khi con coi đầu con suy nghe nhiều người cũng nói như vậy rồi, mà cuối cùng cái chiếu cũng đứng dòm dòm chút à. Nhưng mà về sau con không thức qua đêm nữa, con biết rằng là cái chuyện nó chuyện giả bộ. Cho nên mới đầu lần đầu á thì con coi qua nguyên đêm luôn, coi cho tới kết cục. Nhưng bây giờ có khi con coi tập 1, tập 15 cái tập cuối cùng cũng có toàn thôi, chứ cũng đâu có phải bỏ đâu nha. Nói tới mọi người quay để quay cuối cùng để quay thì kết thúc làm sao đó. Nó quanh nó quốc rồi mới thích cũng phiền não rồi, thấy không? Trời, khó bỏ lắm cho phải trời ha. À bây giờ có một cái bài pháp này nữa, cũng thử đọc rồi chúng ta sẽ chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Coi thử là nói về cái gì đây, không phải là nói về chừng nói nữa, mà nói về cái tâm mong đợi. Trang 289. Bây giờ nói một cái loại dạng phiền não là cái tâm nó mong đợi một cái kết quả nào đó, là mong một cái chuyện gì xảy ra đó. Cô này cô nói như thế này: Thưa thầy, con thấy cái tâm mong đợi là tham và luôn luôn tạo ra sự đau khổ cho mình. Tại sao con nói như thế? Bởi vì con thấy rằng khi mong một chuyện gì xảy ra, tâm bây giờ rất là buồn chồn khổ sở. Nếu không xảy ra, khổ thêm một lần thứ nhì, khổ lúc đầu, khổ lúc cuối. Cái khi mà mình muốn một câu chuyện sẽ xảy ra theo ý của mình là cái tâm mình rất là buồn chồn, rất là khổ. Rồi nếu mà câu chuyện mà nó xảy ra hay không xảy ra là mình còn khổ nữa. Xảy ra thì nó quá là háo hức, mà không xảy ra thì mình khổ, khổ lúc đầu, khổ lúc cuối. Nếu không mong chi hết, câu chuyện thế nào cũng được, đâu có khổ, phải vậy không? Đây là một ví dụ mà con đã trải nghiệm. Cách đây mấy hôm, văn phòng báo rằng ngày mai các hành giả có thể theo phái đoàn chư tăng trong chùa đi đánh lễ các hòa thượng người Myanmar. Là cô này cô nói đang sau cái mùa an cư. Cái câu trình pháp này là sau cái mùa an cư đó, thì nhà chùa bên đó hay tổ chức
những cái buổi là đi tham quan các chùa khác, rồi nếu mà có vị nào mà hòa thượng mà nổi tiếng thì vậy người ta cho Phật tử lại gặp, rồi người ta giới thiệu pháp môn hành rồi vậy đó. Nếu mà lần tới mà mình có duyên thì mình có thể đi theo các ngài mình tu tập như vậy. Và thường thường thì là các vị là còn nhiều là lớn tuổi không à. Đấy. Ngày mai cũng là ngày, là bây giờ đó văn phòng mới nói rằng là sau cái mùa an cư rồi đó, bây giờ đó người ta sắp đặt một cái ngày đó để ta tổ chức cho hành giả đi thăm các vị hòa thượng trưởng lão thì Myanmar đó. Bây giờ quý vị nào đi thì tới ghi tên. Thì câu này, ngày mai cũng là ngày mà sư Trí Dũng sẽ thuyết pháp, bây giờ con phải lựa cái nào đây, chứ không thể được cả hai thứ. Tâm con suy tới nghĩ lui, đi rồi không đi, cuối cùng con quyết định đi theo chư tăng và nhờ người bạn thu bài pháp vào trong cái cassette cho con. Thì cô này là tại vì cô đi theo trường phái Bắc Tông, và cô là lần đầu tiên là cô qua Myanmar, vì vậy đi nghe, đi thăm các chùa, đi thăm các vị hòa thượng mà được trung chùa có đem xe đi nữa, cô thích quá. Thì cô nói thôi được, thôi bây giờ để tôi nhờ người ta thu cassette rồi tôi đi theo chư tăng, tôi đi đánh lễ các vị hòa thượng. Nhưng rồi sư Trí Dũng loan báo bài pháp sẽ dời lại vào buổi sáng, nghĩa là không đúng vào cái lúc đó. Thế là con hoan hỉ quá vì đúng theo ý mình muốn. Nhưng có một tâm khác nói, nếu từ đây tới mai có chuyện thay đổi nữa thì mình tính sao đây? Lúc đầu thì tính như vậy, bây giờ sao nó thuận tiện quá, sư Trí Dũng cũng đổi. Bữa đó sư không đi, nhưng mà vì nhiều người đi và muốn thay vì xuất phát buổi chiều thì sợ đụng cái buổi mà đi tham quan thì dời lại buổi sáng. Thì cô nói trời ơi vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà con đặt ra cái câu hỏi, từ đây tới ngày mai mà nếu mà thay đổi nữa thì sao? Một tâm khác nói, nếu từ đây tới mai có chuyện thay đổi nữa, mình tính sao đây? Thôi, tốt nhất là giữ tâm quân bình, cái chi xảy tới thì xảy, đến cho nó đến, đừng mong chi cả. Thưa sư, có phải đó là thái độ đúng không? Phải vậy không? Vâng, suy nghĩ như vậy rất đúng. Người ta ưa mong, ưa muốn chuyện xảy ra theo như ý mình, vì vậy tâm rất dễ chấn động. Đúng ý thì bạn sung sướng, bạn hoan hỷ. Không đúng thì mình bức xúc, mình bực bội, mình sân hận, mình khổ sở. Nếu không muốn gì hết, sáng trưa chiều tối đều được cả, thì có đâu phiền não, phải vậy không? Tại vì mình đã muốn một cái này nó phải xảy ra như vậy, thì xảy ra như kia, theo kiểu này, theo kiểu kia. Mà mình thấy cả cuộc đời mình là vậy à. Bây giờ mình nói là bây giờ tôi muốn nghe sư giảng hay quá, là nghe sư nói được qua Myanmar. Bây giờ tôi cũng muốn qua Myanmar tu tập với sư. Đùng tới tự nhiên tới đó cái ông chồng bệnh là bà vợ đau chẳng hạn, là thôi đi cũng được, là bực bội khó chịu. Đôi khi có nhiều vị rồi gọi điện thoại cho sư nói con tính đi với sư rồi, con đã chuẩn bị mua vé rồi, bây giờ cái câu chuyện con của con nó nói vậy kêu nó cái nọ con đi cũng được. Họ khổ sở vì cái chuyện mà đã planning rồi mà làm không được. Thì ông thầy sư ông nói nếu như mình giữ một cái tâm là cứ plan câu chuyện mình muốn làm gì mình phải và là kế hoạch trước chứ đâu có phải là phút chót mình làm đâu. Nhưng mà nếu mà nó không xảy ra theo đúng với mình thì mình phải chấp nhận mà thôi. Cái đó mình mong ra mình không có tốt phiền não. Nhưng mà anh chị em sẽ thấy mình vấp rất nhiều lần rồi may ra mà mình mới rút được kinh nghiệm để mình làm như vậy. Nếu không muốn gì hết, sáng trưa chiều tối đều được cả thì đâu có phiền não, có phải như thế không? Xảy ra bạn phải học để thấy khi có chuyện xảy ra, tâm bạn muốn gì, nghĩ gì, ý kiến của nó như thế nào. Cứ kiểm tra hoài như thế, thái độ sẽ càng lúc càng chân chánh đấy, tức càng đúng đấy. Biết ý mình muốn gì, không xảy ra đúng như vậy, mình bực bội, mình nổi sân, mình đau khổ đến, phiền não quậy phá, thế là sẽ càng lúc càng bớt mong mỏi mà thôi. Đọc lại câu chỗ này này. Biết ý mình muốn gì, nếu không xảy ra đúng như vậy, là mình bực bội, là mình nổi sân. Khi mình bực bội, mình nổi sân, chắc chắn là mình đau khổ, phiền não nó quậy phá mình. Rồi, biết như vậy là sao đừng có nổi sân nữa, có thế thôi. Khi muốn cái gì là sai rồi, vì nó thúc đẩy với tâm tham. Thấy cứ mỗi lần muốn là sai, sự hiểu biết này giúp cho hành giả không có mong chi nữa. Khi có trí tuệ, gặp chuyện xảy ra, tâm kiểm tra xem tâm thế nào, chứ không muốn mọi chuyện theo ý mình, nên không có phiền não. Càng có sự hiểu biết, bạn sẽ nhận ra rằng, chánh niệm liên tục rất quan trọng hơn bất cứ điều gì cả. Muốn có trí tuệ thì bạn nhớ phải duy trì chánh niệm và duy trì cho liên tục. Không chỉ chuyện phiền não thôi đâu, mà chuyện gì tốt hay xấu mình đều học hỏi được để có thêm trí tuệ. Người ta thường nói tôi quay tâm, trong thực tế rất ít người thấy bên trong tâm sinh hoạt như thế nào, hay cái gì xảy ra trong tâm vào bất cứ lúc nào. Chỉ có người nào biết duy trì chánh niệm và duy trì cho liên tục, may ra mới hiểu được điều này.
Vì không duy trì chánh niệm liên tục nên không học được gì cả. Vì bạn sẽ không thấy nguyên cả diễn tình, cái gì đang xảy ra.